Mình sẽ giới thiệu qua một vài mẫu máy đánh bài bên nhà mình đang phân phối trên thị trường nhé. Đây là máy Samsung này, máy giá rẻ hợp lý cho anh em chơi này. Còn đây là iPhone 11 Pro Max này, iPhone 11 Pro Max này. Hôm nay mình sẽ những cái dòng máy này thì trong thời gian qua mình đã giới thiệu qua các video trước rồi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu qua hai dòng máy cao cấp mới được sản xuất trong tháng gần đây. Đây là dòng iPhone 13 Pro Max này, máy đẹp này, nghe gọi sử dụng bình thường này, pin hai pin này, sử dụng hai pin, một pin trong máy và một pin dự phòng nhé, sạc tai nghe đầy đủ này. Máy này thì có mỗi thời gian thời lượng của nó sẽ chơi được là mỗi quả pin là chơi 4 tiếng, hai pin là 8 tiếng nhé. Máy bao đẹp luôn, cấu hình đẹp, tiếng Việt nhé, sử dụng tiếng Việt hết nhé. Còn đây là CVK 700 này, cũng dòng máy này mới này, bác quét rộng này, ok chưa. Đây, máy là có phụ kiện đi kèm hết nha, tai nghe sạc đầy đủ tai nghe. Thì bây giờ chi tiết và các dụng cụ như là ví soi hay là đồng hồ, camera, bật hộp quẹt thì mình đều có hết nhá, điện thoại 280, phụ kiện để ngoài. Và hôm nay mình sẽ test trực tiếp hai, để anh cùng anh em test trực tiếp hai mẫu máy này. Đây là hai mẫu máy mới nhất trên thị trường hiện nay. Bây giờ mình sẽ đi vào test cùng anh em test bộ hai cái mẫu máy này. Mình test con CVK 700 trước xem góc quét và độ báo của nó nhanh như thế nào nhé. Mỗi một cái máy thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng, khi anh em mua hàng bên nhà mình thì có sẽ có nhân viên gửi video hướng dẫn cách sử dụng. Các anh em chỉ khoảng 5 đến 10 phút là sẽ sử dụng của thành thạo chiếc máy. Đây. Ví dụ như mình ở đây. Nó có mật khẩu riêng, khi mật vào mật khẩu riêng là nó sẽ hoạt động như thế này. Còn bình thường là một cái máy sử dụng bình thường. À, các bạn đăng nhập. Trong các phần trò chơi thì nó có phần trò chơi sảnh này. Trò chơi sảnh nó giới thiệu các sản phẩm, các môn trò chơi. Đây, như ở miền Nam thì nó có bài cào này, 3005 này, liêng này, 3029 là 36 lá này, bài tiến lên miền Nam này, ngầu hầm 5 lá này, bài này là bài golden này, là bài đánh bài ngầu 5 lá này, ba chắn ba cây Việt Nam này, bài chắn này, phẩm này là tú lơ khơ kiểu Mỹ này, là chơi tú lơ khơ đấy, là chơi poker đấy, poker. Và đây là binh sọc sáng 13 lá. Ok, thì các bạn chỉ cần dí vào đây, các bạn mua trò chơi nào, ví dụ nó có một cái mã như thế này, các bạn mua này, ví dụ mình sẽ gửi cho bạn cái mật khẩu và bạn mua. Ví dụ như cái máy này mình đã mua bài cào này, bây giờ mình test các bạn, test bài cào, mua bài cào nhé. Để cho anh em khu phía Nam này, bạn đã trở về đã mua này, đã mua xong bạn đã trở về đã mua trò chơi này, là chơi bình thường. À, máy thì nó có rất nhiều chế độ báo, nó có chế độ báo một nhà lớn nhất này, báo hai nhà lớn này, xả lá để mình lớn nhất này. Thì bài cào trong Việt Nam thì các bạn chỉ cần báo hai nhà lớn nhất hoặc một nhà lớn nhất là ok. Thì mình sẽ test báo hai nhà lớn nhất, nó có thể báo tất cả các mọi nhà cũng được. À, mình sẽ báo số 6 chọn nữa ma chơi số 6 và hai nhà nhất là số người là 6 người, mình chọn bao nhiêu cũng được, tùy thích. Và trong mình sẽ điều chỉnh hết. Thì khi mình hôm nay mình thử thì mình sẽ cho loa nhé. Ok, các bạn chơi thì các bạn sẽ đeo một cái tai nghe như thế này, đeo nghe trong tai như thế này. Anh em, nhiều anh em cứ thắc mắc là đeo tai nghe thì liệu người bên cạnh phát hiện không. Anh em cứ yên tâm một điều là khi anh em đeo vào trong tai thì khi cái tai nghe nó đeo vào đây thì các bạn đeo sâu vào thì các bạn chỉ nhìn vào trong, nó chỉ thấy một cái màu tối đen nên yên tâm là không phát hiện được. Nhà thiết kế người ta đã tính toán hết rồi. Và anh em quan tâm đến sản phẩm thì cứ alo hai số điện thoại 0986214 số 9 và 0989334 số 9. Bên nhà mình cung cấp rất nhiều đồ chơi sản phẩm về đồ chơi cờ bạc bịp như là bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa, game, hack game trên điện thoại. Nhưng hôm nay chủ yếu là mình chỉ giới thiệu về hai cái dòng máy cao cấp nhất trên thị trường hiện nay để cho anh em tham khảo, có nhu cầu thì cứ alo và kết bạn alo nhé. Anh em máy thì phải đi theo bài, đây là những bộ bài nhà mình làm đều giống 100% ở ngoài thị trường đang bán, tạp hóa đang bán nhá, anh em yên tâm, nguyên đai nguyên kiện. Bài nhà mình là bài loại 1, có rất đầy đủ mẫu mã cho anh em chơi, như là bài máy trắng 2019 này, bài máy đô la tem vàng này, đô la vàng này, tem đỏ này, bài cúc áo này, bài xanh hoa thiên lý, và bài
dòng vàng dòng đỏ. Cả bài nhựa thì bây giờ mình có bài nhựa Jordan này, bài 025 này, Jordan này, bài đẹp này. Ok chưa? Nó có cả màu xanh màu đỏ luôn. Đây là mẫu nhá. Đây là mẫu màu xanh này, xanh đỏ có hết nhá. Anh em có nhu cầu cứ alo hai số điện thoại 0986214 số 9 và 0989334 số 9. Đây mình giới thiệu luôn hàng nhà mình là hàng loại 1 nhá. Đây bạn bóc bộ bài ra, đây nhà mình này. Khi bạn bóc bộ bài ra, nó như thị trường thì ngoài thị trường tất cả bài loại 1, bài đẹp thì đều nó có đều có tem bảo hành như thế này. Đây là một cái tem chuyện chìm đấy. Và chìm trong này để người ta phân biệt bài có phải là giống bài ngoài thị trường hay không thì yên tâm, nhà mình đều nhập từ thị trường cho mình làm này. Đây các bạn nhìn bài này. Có phát hiện không? Nếu phát hiện mình tặng luôn. 100% các bạn không phát hiện được. Bài bao nhiêu bóng đẹp này. Kiểm tra bài đẹp luôn này. Bạn bẻ cong thoải mái nhé. Bạn bẻ bài cong thoải mái. Và bây giờ mình sẽ test trực tiếp, với anh em test trực tiếp cái góc máy và cái độ tốc độ báo bài của máy nhé. Nó quét vào tốc độ báo bài của máy. Đây bài vì bên nhà mình là bao phăng, anh em yên tâm. Ok. Bật máy. Đây ok, mình bật máy này. Mình kiểm tra góc quét của máy này. Số người là 6 người chơi, báo hai nhà lớn nhất này. Góc quét của máy này. Đây, máy để như thế này bạn cũng nhìn thấy này, 23 này. Xa này. Ok, mình bạn đặt đây cũng đọc này. Anh em chơi máy rồi thì biết, còn anh em chưa chơi thì cứ xem cho kỹ nha. Đây ok, đây. Chỉ cần nhìn một tí thôi. Ok. Ok. Bài kinh chữ cong báo hết nhá. Ok. Rồi, đặt ngang dọc này. Bây giờ mình sẽ chia này. Khi đi chơi là anh em cho chế độ thời gian là đeo tai nghe này. Chế độ thời gian thì màn hình sẽ là màn hình tối như này. Ok, 61 này. 1 2 5 6 nha. Là số 6 lớn nhất trong số 1 nhá. Bài là số nào đọc trước là số đấy lớn hơn. Ok, số 6 là 9 này, số 1 là 7 này, 6 này. 5 này. Ok chưa? Bù này. Bạn tăng giảm người chơi theo ý thích của bạn. Đây, đây 6 này. 7 người này, mình cho 7 người chơi này. Và cái tăng lên nó có cái nút điều chỉnh này, tăng giảm số người chơi ra vào người chơi. Ok này. 3 4 7 người chơi, số 3 lớn nhất xong số 4. 1 3 4. Ok. Ok, số 3. 3 là 9 này. Xong rồi số 4 này, 4 là 8 này. Ok chưa? 1 6 4 này. Bù này. 6 này. Máy thì nó rơi rất nhiều trò chơi nhá, anh em cứ yên tâm như thế. Nếu các bạn không thể cho cái máy này ra ngoài thì các bạn có thể đeo cái đồng hồ như thế này. Máy mình đúc trong người hoặc những cái điện thoại cùi bắp như là ví soi cùi bắp. Nhà mình có tay áo, hộp quẹt, tay hộp quẹt và móc chìa khóa, nhưng mình không tiện bày hết ra đây. Ok. 42. Số lớn, số 4 lớn nhất trong số 2. Số người là 7 người chơi. Khi anh em mua hàng thì mình sẽ gửi cái video hướng dẫn sử dụng hoặc là anh em đến trực tiếp test hàng nhé. Nhà mình có hai cơ sở chính là một là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, hai là bến xe miền Đông Sài Gòn. Anh em cứ alo hoặc là nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại 0986214 số 9 và 0989334 số 9. Ok, 42 này, 9 này, 8 này. Ok chưa? Máy báo nhanh, vào nhanh, góc quét rộng. Anh em chơi dòng CBK rồi anh em biết nhé. Và bây giờ mình sẽ đi test về con máy iPhone 13 đi. iPhone 13 Pro. Các bạn không chơi các bạn chỉ thoát ra bình thường như này. Ok. Trở về. Đây, mở khóa bình thường. Cái này bạn đặt mật khẩu là không ai sờ được máy của bạn này. Các bạn thoát ra bình thường, nó có một cái mã thoát ra bình thường. Ok, trở về hết. Ok. Trở về,
thì anh em mua hàng lên lên được nhà mình thì càng tốt, mình sẽ có những cái mẹo để anh em chơi chắc thắng 100% nhé. Bây giờ mình sẽ test con iPhone 13 Pro đây, máy này bình thường nó sẽ như này, cấu hình nó như thế này, ok chưa? Mình cũng có một cái mật mã, nó mỗi máy nó có một mật khẩu riêng đây. Ok, mình sẽ vào cái máy này, thì máy này mình sẽ test liêng liêng và bi sáu lá. Ok, được hạ cánh này, mình sẽ mua trò liêng và binh sáu lá này. Ví dụ như là cái này là ba cây này, mình mua liêng là 3045 này, 3045, ok, và binh sáu lá này. Ok, mình đã mua hai trò chơi này, binh sáu lá là 6215 và liêng này 3045. Mình test lên trước, liêng thì mình sẽ cho chế độ là báo xả lá để người cái luôn luôn nhất, là mình muốn nhất là luôn luôn nhất đấy. Ok, sẽ có cái mã. Những cái mã này khi các bạn mua máy thì mình sẽ cho nhân viên hoặc nhân viên được hướng dẫn nhé, hoặc là gửi tin nhắn cho các bạn. Ok, số người là 4 này, 5, góc quen này, kiểm tra góc quen này, máy cũng xa thoải mái này. Ok chưa? 3 là mình bỏ 3 lá đi này, là người chưa đúng nhất này, là bạn là cái là bạn nhất này. 1 2 3, số người là 4 này. Đây mình vừa thử góc quét, còn bây giờ cho chế độ thời gian đi chơi này, mình để như thế này, tắt màn hình đi. 1 2 3 4, ok, ok chưa? Nhà cái 5 này, bộ này, 4 này, bộ này. Mình tăng người số người chơi lên nhé, tăng lên 5 người này, 6 người này, và tăng giảm thoải mái. Anh em trong cuộc chơi anh em muốn tăng số người ra vào thoải mái, anh em cứ alo hai số điện thoại 0986214 số 9 để lấy những sản phẩm uy tín chất lượng nhất. 6 6 6 6 6, đây, 1 này, bỏ 1 luôn, 1 này, 6 nhà này, 4 5 6 này. Ok, nhà cái 8 này, ok chưa? 7 này, liên nó cũng có nhiều chế độ nhá, có thể chế độ là làm cái này, mình muốn nhà cái nhất này, hoặc có chế độ là báo hai nhà lớn nhất, hoặc báo một nhà lớn nhất, hoặc báo tất cả các nhà. Thì trong cuộc chơi thì anh em cần lưu ý gì thì cứ lên anh em sẽ hướng dẫn cụ thể. Số 3 này, anh bỏ 3 lá này. Ok, 3 4 5 6 liêng 8 9 10 này. Chơi thế này anh em thắng chắc này, 8 9 10 này. Anh em nếu mà có hai người chơi thì càng tốt, chỉ một người bốc và một người xả bốc và một người chia. Còn nếu mà anh em có một người thì anh em có thể báo điểm tất cả các nhà hoặc là báo hai nhà lớn nhất để mình chơi cho dễ chiến thắng cuộc chơi. Thì vừa rồi mình đã thử liêng, và bây giờ mình sẽ chỉnh sang chơi môn binh sáu lá anh em khu vực miền Nam hay chơi nhé. Thì mình cũng vậy thôi, mỗi lần thao tác thì rất đơn giản, mình chỉ chuyển ra chào ra và mình vào lại nó một cái mã, mình vào lại là xong. Nó bắt mình nhập cái này là để người khác kiểm tra, không thể kiểm tra được máy của mình. Vì những cái máy trước thì người ta chỉ vào một lần là được, nhưng máy này mình bị thoát ra nhiều lần để người khác muốn có sờ vào cũng không thể kiểm tra được. Ok, đây mình sẽ vào một môn binh sáu lá này. Có số người là, cho loa lên này, để tự này. Số người là 4 người này, mình sẽ cho 4 người này. Báo hai nhà lớn nhất này, chọn mà chơi số 6 à. Số người là 4, báo hai nhà lớn nhất. Ok, một bốn, ok, 1 4 tức là số 1 lớn nhất sang số 4. 1 3 3 4, và số 1 là 3 tây 3 này, số 4 này,
số 4 là 97 này. Số 2 là không có gì này. Số 1, số 2, số 3 không được, không có gì nhá. Ok. Đây mình chép một vài ván nữa này, tăng số người chơi lên là 5 này. 5 người này. Anh em có nhu cầu tham khảo hay có vấn đề gì thắc mắc thì cứ nhắn tin qua Zalo hay số điện thoại 0986214499 để được tư vấn nhé. Bốc à? 42, số 4 nữa xong số 2 này. 1, 2, 3, 4, 5. Có người là 5 nhà chơi. 42 là 5 này. Máy này có đánh được 8 nhà luôn nhá. Mình 6 lá đánh 8 nhà thoải mái anh em nhá. Cũng có chế độ là xả lá được mình nhất này. Là báo là mới nhỉ. 3 4 à? 42. 42 à? À là số 4 này. 97 này. 2 là số 2 này. 24 này, 24 là 98 này. Ở đâu là 93. 94 94 này. Nhà số 3 là không có gì này. Nhà số 3 cũng là 94 luôn. Nhà số 4 nó không có gì luôn này. Nhà số 1 cũng không có gì luôn. Nhà số 1 là 8 bộ. Ok. Mình tiếp một hai ván nữa cho anh em tham khảo nhé. Trong khi chơi mà anh em không thể luồn được máy hoặc là đặt máy trước mặt, anh em có thể thay cái chiếc máy này bằng những cái phụ kiện như là hộp quẹt này, đồng hồ soi, anh em đeo đồng hồ như thế này và anh em cầm bộ bài nó vuông góc với cái đồng hồ này nó ok này, hoặc là máy điện thoại cùi bắp 1280, máy 1265 phí, và cũng có một vài phụ kiện nữa như vòng tay phong thủy và móc chìa khóa, nhưng mình không tiện bày ở đây nhé. Ok, mình thử này. 31 31 là số 3 lớn nhất, xong số 1. Ok. 4 3 1 4 5 5 người chơi, số 4 lớn nhất xong số 3 nhé. Ok. Mình sẽ thử là số 4 này. Số 4 là 98 này. Ok. Số 4 xong rồi số mới nhỉ? Số 3 đúng không? Số 3 là tây 3 điểm này. 3 tây 3 này. Số 1 là 94 này. Và 93 này. Số 3 là 0 0 có 9. Ở đây 9 mẹ